Rồi, chào mừng mọi người đến thế giới hamster Vichella nha. Ok, thì đây là clip đầu tiên mà chúng ta sẽ làm về hamster Vichella. Thì mình sẽ giới thiệu những thành viên ở trong gia đình đế chế mình nha. Tiếng tiếng. Và đây là Nhiếm nha mọi người. Rồi, Nhiếm là dòng hamster bê, lông xoăn và xù. Thì các bạn có thể thấy là lông Nhiếm sẽ là xù bung ra như thế này. Đó, Nhiếm thì 3 tháng tuổi các bạn, 3 đến 4 tháng tuổi ha. Rất là mập luôn, mập nhất nhà luôn á các bạn. Đó, vô cùng dễ thương nha. Thì bạn nào nuôi hamster bê, các bạn có thể biết, cũng có biết là các bé sẽ là dòng to nhất trong các dòng hamster nha. Ok, thì đây là Nhiếm nha mọi người. Nhiếm thì đang ở chơi trong cái chuồng 1 mét màu vàng ở bên dưới đây nè. Đó, ok, Nhiếm chào mọi người đi con. Đó, Nhiếm thì rất là hấu ăn và ham ngủ các bạn. Đó, thì dành cả thời gian, cả ngày ra để ăn và ngủ thôi. Ok, rồi, Nhiếm vào nhà nha. Tiếp theo là chỗ trà mọi người. Chỗ trà cũng là một dòng hamster bê lông xù nha. Và chỗ trà cũng là dòng Rex lông xoăn. Các bạn có thể thấy là đây, lông của chỗ trà rất là dài ha, dài hơn Nhiếm nhiều. Đơn giản là vì chỗ trà là giống đực các bạn. Giống đực thì thường thường á là cái testosterone của các bé tiết ra nhiều hơn, nên dẫn tới việc là lông của các bé sẽ xù dài ra hơn ha. Đó, các bạn có thể thấy là những bé dòng Rex lông xoăn thì lông của các bé sẽ xoăn xoăn như thế này. Đó, chỗ trà rất dễ thương đúng không nè. Ok, rồi, cháu trà vào chuồng nha. Rồi mọi người ơi, tiếp theo là Chaco nha. Chaco hay là tên cúng côn là Quắn các bạn. Chaco cũng là một dòng hamster bear, lông xù xoăn. Và màu thì khá là giống Nhiếm nha mọi người. Chaco thì khác với một chỗ là Chaco là giống đực, nên là lông Chaco sẽ hơi dài hơn một chút và tại người sẽ hơi to hơn ha. Đây, Chaco cực kỳ dễ thương luôn mọi người. Chaco thì bản tính hơi cục súc xíu. Đó, nếu mà các bạn bắt Chaco bất ngờ quá thì Chaco sẽ có thể là xin tí tiết đó nha. Nhưng mà con trai mình rất là dễ thương đúng không quý vị? Đó, rất là dễ thương luôn. Ok, Chaco ơi, Chaco thì hiện tại cũng đang ở chuồng 1m các bạn. Đa số các bé hamster bê nhà mình đều ở chuồng 1m hết. Thì sau Tết thì mình sẽ cố gắng nâng cấp từ chuồng 60 lên hết chuồng 1m cho tất cả các bé ha. Rồi mình sẽ quay những cái chuồng đó cho các bạn xem sau ha. Ok, Chaco ơi, chào tạm biệt mọi người nha. Rồi, thành viên tiếp theo trong video hamster của mình đó là sọ dừa. Ta-da, đây là sọ dừa nha. Đó, các bạn có thể thấy là trên sọ dừa, đỉnh sọ dừa có cái màu giống màu sọ dừa nè. Đó, và sọ dừa rất là thích ngủ trong trái dừa các bạn. Nên mình đặt tên bé là sọ dừa. Thì đơn giản là cái tên đi với cái tính của bé thôi. Bé rất thích là ngủ trong rất là thích ngủ trong trái dừa các bạn. Đó, sọ dừa lúc mới về cực kỳ dễ thương, màu thì màu vàng, nhưng mà càng lớn thì càng mập ra và màu nó hơi sậm lại chút xíu, về nhìn như lọ lem vậy đó các bạn. Đó, rất là dễ thương ha. Rất là dễ thương luôn. Đây, thì đây là những cái hình ảnh mà sọ dừa lúc mà mới về nè các bạn. Nhìn rất là cute for my wear nè. Ok, rồi, sọ dừa ơi, rất dễ thương ha. Rồi, thành viên tiếp theo đó là Yển. Dễ thương. Đây, Yển thì khác các bé kia là Yển là dòng lông sát các bạn. Màu này là màu tờ shell. Màu tờ shell là màu tam thể nhưng mà sẽ có ba màu chủ đạo, đó là màu đen, màu trắng, màu vàng. Đây, màu tờ shell này cái đặc điểm nhận dạng của màu tờ shell này đó là chỉ có ở giống cái các bạn. Đây là màu chỉ có ở giống cái ha. Các bạn không thể nào kiếm một bé màu bê màu tờ shell ở giống đực đâu. Thì tại vì cái màu này đơn giản nó là cái màu theo giới tính rồi. Đó, thì Yển cũng là một trong những thành viên nặng ký trong gia đình các bạn. Nặng tới 165g ha. Nặng tới 165g, cực kỳ mập nha mọi người. Đây, cực kỳ dễ thương luôn. Đó. Và Yển thì rất là ngoan. Lúc mà kêu tên thì sẽ đi ra liền, không có ngủ hay là chờ cho đồ ăn mới ra. Yển thì biết tên mình ha. Đây, Yển ơi, qua đây con. Yển ơi, qua đây. Đó, rất dễ thương ha mọi người. Cực kỳ dễ thương luôn. Ok, rồi. Đây là đại ca thốc nha mọi người. Đó, anh cả trong trong nhà đế chế mình ha. Đó, đại ca thốc á, có một là bộ lông cực kỳ dài và xù nha các bạn. Đó, lý do gọi là đại ca thốc thì đại ca thốc rất là phá và rất là dữ ha. Dữ không phải là dữ với mình nhưng mà dữ là dữ với các cá thể khác ha. Mỗi lần mà đại ca thốc nghe mùi của các bé khác á, thì bắt đầu là nhảy rồi cắn chuồng này kia. Mình thì chưa bao giờ nuôi các bé chung hết nên là chưa có ẩu đả gì xảy ra cả. Nhưng mà đại ca thốc á, thì tính tình rất là phá và rất là cọc các bạn. Đó, mặc dù là mặt mày rất là dễ thương như thế này. Đó, mặt mày rất là dễ thương như thế này đây. Đó, nhưng mà siêu quậy luôn nha. Rồi, đây là cá thóc nha. Xù trắng mắt đen nha mọi người, xù trắng mắt đen. Màu này thì rất là được nhiều sen ưa chuộng và săn đón. Thì mình cũng chuẩn bị có một bầy như thế này. Nếu bạn nào muốn thì có thể liên hệ mình để đón một bé đẹp như đại cá thóc nha. Ok, rồi, ok, đại cá thóc à. Nhìn như con sâu róc vậy các bạn.
Đây, nhìn cho con sâu rón về luôn đó. Rồi, vòi chuồng nha, đại ca Thóc ơi. Rồi, tiếp theo, thành viên tiếp theo là dứa nha mọi người. Đây, dứa là bé có thể gọi là đắt sắc đôi miếng trong gia đình đế chế nhà mình ha. Đó, lúc đầu về thì dứa rất là nhỏ con và lông cũng không có dài như thế này đâu. Nhưng mà nhưng mà hôm nay các bạn có thể thấy là lông của dứa cực kỳ bung ra nha, bung cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó, lông của dứa các bạn có thể thấy là bung cực kỳ đẹp nha. Đó, dài và xoăn và xù các bạn. Và mặt của dứa là màu của dứa là vàng mơ tay đen nha mọi người. Vàng mơ tay đen, các bạn có thể thấy là lông của dứa cực kỳ dài luôn. Ở dứa thì rất là thích ăn và ngủ và chạy wheel. Thì mình làm cho dứa một cái nhà ở trên đồi. Nhưng mà dứa thì không có thích ngủ trên đó, thích chui dưới hầm ngủ vậy đó các bạn. Đó, cực kỳ dễ thương luôn. Đó. Thì dứa chuẩn bị có một bầy con. Cũng là dòng hamster bear Rex lông xoăn. Thì bạn nào muốn có một bé như dứa như thế này có thể liên hệ mình ha. Rồi, ok, thành viên cuối cùng nha mọi người, thành viên cuối cùng nha. Rồi, thành viên cuối cùng này cũng là lý do mà mình lại tạo cái kênh YouTube này các bạn. Tại vì thành viên này, nhờ cái thành viên này mà kênh TikTok của mình mới take off. Có nghĩa là được viral rất là nhiều luôn. Và thành viên này có thể các bạn cũng đã biết về bạn này rất là nhiều rồi. Đó, qua những cái biệt danh như là máy ị nè, rồi nhà máy sản xuất trân châu nè. Rồi, để xem mở rộng là ai nhé. Rồi, rồi đây là sữa nha mọi người. Đây là sữa nha. Sữa, các bạn có biết sữa là dòng gì không? Đó, sữa là dòng chinchilla nha mọi người. Chinchilla nha. Rồi, chinchilla. Đó, sữa là dòng chinchilla mà không phải là dòng bình thường. Dòng sữa là dòng chinchilla lông xù. RPA, Royal Persian Angora. Đó, sữa là mẫu vật nhà mình. Đó, thành viên chủ đạo, thành viên chủ chốt trong gia đình đế chế hamster. Nhờ có sữa mà các kênh TikTok được viral và nhiều bạn biết đến TikTok của mình cũng như là biết đến sữa và các bé nhiều hơn và giúp cho cộng đồng hamster và chinchilla phát triển nhiều hơn các bạn. Nên là sứ mệnh của sữa và vai trò của sữa đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Sữa đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sữa quậy quá các bạn. Sữa đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc là phát triển cộng đồng hamster và chinchilla ở Việt Nam ha. Rồi, ok. Thì bạn nào có hỏi mình là sữa nuôi có khó hay không thì mình nghĩ là chinchilla mình không phải nuôi là quá khó các bạn. Mà chinchilla nuôi các bạn cần kỹ và dành thời gian nhiều cho các bé. Tại vì các bé thì rất là thích tương tác với các cá thể khác, đặc biệt là chủ. Đây, ví dụ như thế này. Mặc dù là không có quấn chủ các bạn, mặc dù là chinchilla không có quấn chủ ha, nhưng mà các bé thì rất là thân thiện với mọi người và không hề cắn gì các bạn, không hề cắn. Đó. Thì nếu các bạn muốn đón một bé chinchilla dễ thương như sữa như thế này thì các bạn có thể liên hệ mình luôn ha. Thì mình xin lỗi con nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha sữa ơi. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Nếu các bạn yêu thích video này hãy cho mình một subscribe và một like nha. Các bạn nào cần đồ ăn vỗ béo hay là phụ kiện cho hamster thì hãy nhấn vào đường link Shopee của mình ở bên dưới nha. Các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận video mới nhất hàng tuần nha. Tạm biệt mọi người.